Chuyến xe lửa chở những bồn oxy tốc hành từ bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ đến thủ đô New Delhi ngày 10 tháng 5. Đoàn tàu vào ga Delhi Cant với 11 bồn siêu lạnh chở 224 tấn oxy hóa lỏng sẽ được điều động đến các bang Delhi, Uttar Pradesh và Haryana. Quốc gia Nam Á này hiện đang hứng chịu đợt 2 COVID-19 quét qua, tiếp tục chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện quá tải đang thiếu khẩn cấp giường bệnh và khí oxy. Cứu trợ quốc tế đổ vào Ấn Độ để đáp ứng với một cuộc khủng hoảng vào lúc hệ thống y tế của nước này chật vật đối phó với các ca COVID-19 ngày càng gia tăng. Ấn Độ đã nhận được ngoại viện, trong đó có máy sản xuất oxy cũng như máy thở, thuốc men và trạm y tế. Bộ Y tế nước này báo cáo hơn 400.000 ca lây nhiễm mới và gần 4.000 người chết. Tổng số ca lây nhiễm tại Ấn Độ hiện đang ở mức 22 triệu với gần 250.000 ca tử vong.